À, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cái mẫu hoa hồng backdrop như hình vẽ. Nguyên liệu cần có là kéo hay bút chì thước kẻ, dao bọc giấy, keo 52 hoặc là keo sữa. Mẫu hình và chúng ta cần 4 tờ giấy màu. Các bạn có thể đao cái mẫu hình này ở phần phía dưới của cái video. Ở phần xem thêm ấy, chúng ta sẽ cắt lấy cái khuôn hình thứ hai đấy, như các bạn nhìn thấy trên hình vẽ. Từ sau khi cắt được cái khuôn hình thứ hai, chúng ta cắt tiếp vào cái khuôn hình nhỏ. Với các bạn là các bạn mà muốn làm những cái mẫu hoa to hơn thì các bạn có thể chọn những cái hai cái mẫu to ở phía trên để các bạn làm. Các bạn gập làm 4 cái tờ giấy màu vào. Tại cái mẫu này là tôi chọn cái mẫu thứ hai bởi vì nó vừa với cả 4 cái khuôn hình. Còn nếu các bạn chọn cái mẫu to nhất thì nó các bạn cần phải có nhiều giấy màu hơn. Đấy, chúng ta khoanh hình vẽ như trên hình, sau đó sử dụng kéo để cắt. Chúng ta lại tiếp tục làm như vậy với cả cái tờ giấy thứ hai. Với cái mẫu nhỏ, mẫu như các bạn nhìn trên hình đấy là cái mẫu cánh nhỏ, thì chúng ta cũng gập làm 4 tờ giấy, và sau đó thì với một cái mẫu thì chúng ta sẽ cắt được hai lần cánh hoa đấy, như các bạn nhìn trên hình ạ. Với một lần cắt như thế này chúng ta sẽ có được 4 cánh, hai lần cắt chúng ta sẽ có được 8 cánh nhỏ. Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái đài hoa backdrop ạ. Chúng ta cắt được một cái hình tròn nhỏ ở bên trong. Kích thước của cái vòng tròn này các bạn lấy khoảng độ đường kính khoảng 5 cm là ok. Chúng ta chia đôi ra, làm hai cái đường kính đi xuyên qua tâm vuông góc với nhau. Rồi vẽ ba cái vòng tròn có cùng với cùng đồng trục đấy. Ở đây các bạn nhìn vào cái hình tròn ở giữa, chúng ta cứ nối các cái điểm giao cắt với cả các cái đường tròn còn lại. Rồi, như vậy là chúng ta đã được có một hình tròn lục giác rồi. Tiếp tục thì chúng ta sẽ làm phần gọi là nhị hoa.
Các bạn chia đôi cái tờ giấy A4 ra, xong rồi tiếp tục chúng ta lại gấp đôi nó lại. Từ đây thì các bạn để ý đây 1 cm ở phía dưới. Chúng ta chừa lại 1 cm ở phía dưới. Cái phía dưới này chính là cái phần là cái phần chúng ta không 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 cắt để nói nhá. Rồi chúng ta dùng kéo để cắt. À, các bạn cố gắng cắt làm sao để cho nó đều. Mỗi cái nét cắt chúng ta cách nhau khoảng độ 0,2 mm. À 0,2 cm là ok. Chúng ta dùng bút chì để vuốt cho nó cong một chút. Các bạn dùng keo sữa để dính cái mặt trong của cái hai cái tờ giấy nó dính vào với nhau. Rồi các bạn làm tương tự với cả cái phần nhụy còn lại. Chúng ta dùng bút chì hoặc là những cái cây dọc giấy để làm cong cái cánh hoa. Việc làm cong này giúp cho cái cánh hoa nó trở nên mềm mại hơn. Chúng ta dùng kéo để cắt. Các bạn có thể cắt ở chính giữa hoặc là cắt hơi lệch một chút cũng không sao cả. Phần cánh to chúng ta cũng làm tương tự như thế, cũng vẫn phải uốn cong cánh. Khi dán cánh hoa chúng ta chú ý là chúng ta phải dán hơi ngược chiều so với cái chiều uốn cong cánh nhé, thì như thế cánh hoa nó mới đẹp. Thêm nữa là do cái giấy màu các bạn nó tương đối cứng, và khi mà chúng ta dán thì do cái độ cứng của giấy nên đôi khi cái sự keo sữa nó chưa ăn được ấy, thì các bạn có thể dùng kẹp. Cái phần kẹp gỗ ấy, hoặc chúng ta dùng tay để giữ chắc nó trong một khoảng thời gian nhất định, khoảng độ 15-30 giây gì đó, thì để cho nó dính, cái độ dính của keo nó dính chắc vào, thì như thế thì nó mới ăn chắc được cái phần keo sữa đấy. Như vậy chúng ta đã làm xong toàn bộ cái phần cánh hoa. Bây giờ chúng ta làm với phần nhụy hoa, chúng ta chỉ cần uốn cuốn chặt, cuốn tròn nó lại, cái phần nhụy xoáy tròn nó lại. Đấy, các bạn nhìn như trên hình. Các bạn dùng keo sữa để gắn nó. Tiếp tục với phần giấy thứ hai. Với cái nhụy hoa này thì chúng tôi thấy rằng quấn khoảng độ 2 lần vòng giấy như thế này là phù hợp. Một số bạn muốn làm cho cái nhụy nó to hơn nữa thì các bạn có thể thêm một lần giấy nữa cũng ok. Chúng ta dùng tay để tơi nó ra cho nó toẹ to ra. Chúng ta dùng cái hình lục giác, chúng ta để ý cứ với mỗi cái cạnh nhọn của nó thì chúng ta gắn cái cánh hoa hướng từ cái tâm cho đến cái hướng mà chúng ta nối đấy, ngay trục giữa của cái cánh hoa.
Chúng nó làm tương tự như thế với tất cả những cánh hoa to. Đây, chúng ta cần có 6 cánh hoa to và 6 cánh hoa nhỏ. À, một số bạn có hỏi tôi là cái việc là mua cái giấy thủ công này mua ở đâu, thì cũng tùy thuộc vào cái địa điểm mà các bạn sống ở khu vực nào, tỉnh thành nào, thì tôi mới có thể giới thiệu như giúp đỡ các bạn theo cái việc là giới thiệu cái địa điểm mua. Thì hiện nay thì ở trên cái trang web của tôi ấy, tôi sẽ để cái đường link ở phía dưới, thì tôi cũng đã cung cấp gần như tương đối nhiều những cái tỉnh thành phổ biến của các bạn, thì đã có những cái địa điểm mua bán. Các bạn chỉ việc comment tên tỉnh thành các bạn xuống phía dưới và một cái câu nhắn nhỏ, ví dụ như kiểu giúp mình mua nguyên liệu làm hoa như hình chẳng hạn, là ok, chúng tôi sẽ comment trở lại để giúp đỡ các bạn trong cái việc tư vấn các bạn mua nguyên liệu. Như vậy là chúng ta đã làm gần xong cái ghép những cánh hoa nhỏ ở phía bên trong. Ở cái cánh hoa cuối cùng thì các bạn chú ý có hai cách. Một, các bạn cứ đặt thẳng luôn cánh hoa vào. Hai là các bạn làm các bạn lồng nó xuống phía dưới, nhưng mà đôi khi việc lồng xuống phía dưới này sẽ khó, bởi vì cánh hoa nó đã cái việc keo nó tương đối cứng rồi. Thì tùy với mỗi bạn thì các bạn sẽ cảm nhận được cái nào đẹp. Nên với tôi thì tôi sẽ lồng xuống phía dưới, tôi cảm thấy nhìn nó sẽ bắt mắt hơn. Rồi phần nhụy hoa chúng ta cần phết keo nhiều ở phía dưới đáy và chúng ta ấn nó mà. Rồi. Đấy, như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái mẫu hoa backdrop này với backdrop kiểu dáng hoa hồng nhé. Với những bạn muốn làm cái hoa to hơn thì các bạn là chỉ cần lấy cái mẫu mẫu cánh hoa to nhất tương ứng với một tờ giấy A4. Các bạn cắt như thế, chúng ta cần có 6 tờ giấy A4 để làm cánh ngoài, 3 tờ giấy A4 để làm cánh trong, cộng với nhụy, cộng với cả cái đài hoa nữa. Đấy. Như vậy.